Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cười nhé. Hồi đầu mới làm series tổng quan này, tôi đã dự tính làm tổng quan về hệ băng và Noel và tổng quan hệ rồng vào dịp năm mới. Nó buồn cười bởi vì tôi fail. Và giờ thì chúng ta ở đây để nói về hệ băng và mùa hè. Hy vọng là anh em đã chuẩn bị sẵn kem và nước lạnh, bởi vì đây sẽ là tổng quan về Pokemon hệ băng. Mặc dù được ra mắt từ thế hệ game đầu tiên, nhưng hệ băng vẫn là hệ có ít Pokemon nhất trong tất cả các hệ. Vào thời điểm mà tôi làm video này mới chỉ có 51 loài Pokemon hệ băng, mà đấy là còn được bổ sung tận 11 loài vào thế hệ thứ 8, là nhiều nhất trong tất cả các thế hệ, còn ít nhất lại là thế hệ thứ 6 với 4 loài. Những sự kết hợp của hệ băng dĩ nhiên cũng không có nhiều nhạn gì, đông đảo nhất là hệ băng và nước với 7 loài. Có rất nhiều song hệ mới chỉ có một loài như là băng giác đấu, băng lửa, băng ma, băng rồng, còn song hệ băng thường và băng độc vẫn chưa xuất hiện. Để nói về hệ băng thì có thể dễ liên tưởng đến những loài sống ở xứ lạnh, và có lẽ đó là tất cả những gì có thể miêu tả về cái hệ này. Từ núi tuyết cho đến biển băng, bất cứ đâu lạnh giá là sẽ có Pokemon hệ băng sinh sống. Một số loài trong chúng còn có cơ thể được cấu tạo từ băng, hay là cái gì đấy tôi cũng không rõ lắm. Hệ băng có khả năng phòng ngự có thể nói là lởm nhất trong tất cả các hệ, khi mà nó không kháng được một hệ nào ngoài chính nó. Ít ra thì hệ thường còn có thể miễn nhiễm được ma, trong khi đó thì hệ băng còn bị nhân gấp đôi sát thương từ tận 4 hệ, đó là lửa, giác đấu, đá và thép. Tuy nhiên ở mặt công kích, những đòn tấn công của hệ băng lại rất hữu dụng. Nó bị kháng bởi 4 hệ là lửa, nước, thép và băng, trong khi có thể gây được gấp đôi sát thương lên 4 hệ khác, đó là cỏ, bay, đất và đặc biệt là rồng. Trước thế hệ thứ 6, khi mà hệ tiên chưa xuất hiện, thậm chí ngay cả bây giờ, khi mà hệ thống chiêu thức của hệ tiên cũng chưa được đa dạng và rộng rãi cho lắm, thì băng là món vũ khí diệt rồng cực kỳ uy tín. Đã thế chúng ta hãy thử nhìn vào những Pokemon bị nhận gấp 4 lần sát thương từ hệ băng mà xem, toàn là những gương mặt đáng sợ. Cơ mà vì khả năng phòng thủ của hệ băng phế quá, cho nên đa phần chúng phải dựa dẫm vào hệ khác để sinh tồn. Mấy chiêu thức của hệ này thì vẫn là bổ trợ rất tốt cho Pokemon của tất cả các hệ khác, kiểu như đây là một hệ chuyên đi đánh thuê vậy. Pokemon huyền thoại của hệ băng thì cũng không đông lắm. Chúng ta có con chim thần Articuno của vùng Kanto. Pokemon Titan đã được Regigigas tạo ra vào kỳ băng hà, đó là Regice. Rồng thần Kyurem của vùng Unova là phần còn sót lại sau khi Reshiram và Zekrom tách rời khỏi bản thể gốc. Nó cũng có thể nhập lại với Zekrom để trở thành Kyurem đen, hoặc nhập với Reshiram để trở thành Kyurem trắng. Tuy nhiên vẫn chưa thấy dạng kết hợp với cả hai con cùng một lúc bao giờ. Ở lãnh nguyên vương miện vùng Gala có con ngựa băng Glastrier vô cùng kiêu hãnh và chỉ phục tùng kẻ mạnh nhất. Sau này nó được Pokemon đế vương Calyrex thuần hóa, và khi cưỡi lên Glastrier, Calyrex trở thành Ice Rider. Các hội quán và phòng huấn luyện của hệ băng thì ngạc nhiên chưa, đều nằm ở những vùng có tuyết. Ít ra là cạnh một cái núi tuyết như là gym thị trấn Mahogany vùng Johto, với thủ lĩnh ở đây là lão già Price. Thủ lĩnh thứ hai là Kendice của thành phố Snowpoint vùng Sinnoh. Em này kiểu có tổ tiên làm thảo khấu ấy. Thành phố Isurus vùng Unova có gym hệ băng với thủ lĩnh là Bryson. Anh này sau bỏ nghề để đi làm diễn viên điện ảnh. Thành phố Snowbell của vùng Kalos với thủ lĩnh là Wolfric, người đàn ông vững chắc như một tảng băng trôi. Và cuối cùng là Meloni, thủ lĩnh sân vận động thành phố Chester vùng Gala. Cô này cùng quản lý sân vận động với con trai là Goldie, nhưng mà ông con lại muốn huấn luyện Pokemon hệ đá. Pokemon huyền thoại mạnh nhất của hệ băng cho đến thời điểm này là Calyrex Ice Rider. Đúng rồi đấy, không phải Kyurem mà vẫn là Calyrex. Calyrex Ice Rider mang song hệ là băng và siêu linh. Trái ngược với dạng Shadow Rider thần tốc màu giấy thì Ice Rider lại là một cỗ máy ủi chậm chạp nhưng cực kỳ trâu bò. Nhìn những chỉ số chống chịu và chỉ số tấn công vật lý của nó thì anh em có thể dễ dàng thấy được vì sao nó là Pokemon mạnh nhất trong Trick Room thời điểm hiện tại. Khi ở ngoài Trick Room thì rõ ràng nó luôn bị xếp sau dạng Shadow, phần lớn là vì tốc độ,
Phần còn lại là vì khả năng phòng ngự của hệ băng quá yếu. Tổng cộng Ice Rider có đến 6 điểm yếu và chỉ khá được 2 hệ, cho nên thể lực siêu việt của nó không thể phát huy được tối đa tác dụng. Cộng với việc bị nhận thêm sát thương từ Stealth Rock khiến cho nó rất dễ bị rỉa máu. Cơ mà đây là điểm yếu chung của tất cả Pokemon hệ băng rồi nên cũng không thể đòi hỏi gì hơn được. Tuy nhiên, điều đấy không có nghĩa là Calyrex Ice Rider có thể bị xem thường. Chỉ là nó hơi phụ thuộc vào việc kiểm soát tốc độ của team mình mà thôi. Đơn giản như một cái Tailwind, một cái Trick Room hay là một lần Agility là nó đã sẵn sàng hủy diệt team bạn với những đòn Glacial Lance chết chóc. Và còn chết chóc hơn nữa mỗi khi nó hạ gục được một đối thủ nhờ đặc tính Chilling này. Calyrex Ice Rider có hệ thống chiêu thức cực kỳ phong phú. Nó có thể đối phó với hệ thép bằng chiêu High Horsepower hoặc Close Combat, có thể tự tạo Trick Room cho bản thân, có Short Dance và Agility để nâng cao sĩ diện, có Heavy Slam để tận dụng sức nặng ghê gớm của con ngựa. Thậm chí nó có thể đóng vai Ferrothorn bằng một set cù nhây với Substitute và Lixit. Nếu như anh em muốn tìm một Pokemon mạnh mẽ thú vị nhiều kiểu biến hóa, thì Calyrex Eye sẽ là một sự lựa chọn rất tốt. Kyurem thì là Pokemon mang hệ rồng và băng. Trước tiên thì sẽ giúp cho hệ rồng đỡ sợ băng hơn một tí, nhưng bù lại thì lại mời gọi thêm một đống điểm yếu của hệ băng mà anh em đã biết rồi. Pokemon này có 3 hình dạng. Trước tiên chúng ta có thể gạt dạng thường sang một bên bởi vì chẳng có lý do gì để sử dụng nó thay vì hai dạng ưu việt hơn trên mọi phương diện kia. Ý tôi là dạng thường còn bị ghẻ lạnh đến mức bị gán cho cái đặc tính siêu nhàm chán là Pressure, trong khi Kyurem White thì có Turbo Blaze, còn Kyurem Black thì có Terra Volt. Cũng giống như Reshiram và Zekrom, Kyurem cũng được ban cho Dragon Dance ở Gen 8. Nhưng chỉ có Kyurem Black là thực sự dùng đến chiêu này bởi vì nó chuyên vật lý và công vật lý cơ bản của nó còn cao hơn cả Calyrex Ice. Cơ bản thì cách hoạt động của nó giống như một con Zekrom, cũng khá khá, nhưng mà Kyurem Black gặp một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng kìm hãm nó lại, đó là hệ thống chiêu thức siêu cùi bắp. Con này không có nổi một chiêu thức vật lý hệ băng ra hồn, đến nỗi Icicle Spear là chiêu thức tử tế nhất của nó. Anh em có thể thấy nhiều meme về việc con Pokemon này có cánh tay khổng lồ làm từ băng nhưng không học được Ice Punch. Nhưng mà tôi nghĩ kể cả nó học được đi nữa thì chiêu đấy vẫn không đủ mạnh. Có chăng là nếu nhà làm game quyết định buff cái chiêu Free Shock của nó thành chiêu một lượt thì may ra lúc đấy Kyurem Black mới bắt đầu khá khẩm lên được. Kyurem White thì khá hơn một tí bởi vì mảng đặc biệt có ít thứ đe dọa giảm sát thương của nó hơn và chiêu thức của nó cũng ngon hơn nữa. Như là Freeze Dry với khả năng khắc chế rộng hay là Fusion Flare cho phép nó gây được sát thương lớn lên những Pokemon hệ thép. Cũng không hẳn là giúp nó counter được Necrozma Dustman hay là gì, nhưng mà ít ra sẽ không bị khắc chế cứng như là những Pokemon hệ băng khác. Cơ mà khả năng của Kyurem White cũng chỉ hạn chế trong việc gây sát thương, và bởi vì không thể tận dụng tối đa Dragon Dance nên tốc độ của nó dừng lại ở mức không ấn tượng, cộng thêm rất nhiều điểm yếu nữa, cho nên việc nó có thể bị hạ dễ dàng cũng không bất ngờ lắm. Cá nhân tôi thấy nếu như hai con Kyurem này đổi hệ theo Zekrom và Reshiram thành rồng điện và rồng lửa sau khi hút chúng nó thì sẽ ngon lành hơn rất nhiều. Cơ mà nếu thế thì lại chẳng có lý do gì để dùng Zekrom và Reshiram cả. Có thể sau này khi mà Gen 5 Remake chúng ta sẽ thấy được dạng nguyên thủy của Kyurem khi chưa bị tách rời và mong rằng hình dạng đó sẽ đem lại công bằng mà Kyurem xứng đáng nhận được. Hệ băng có một vài cơ chế đi kèm, đầu tiên là mưa đá. Đây là một trong 4 dạng thời tiết trong thế giới Pokemon được tạo ra bởi chiêu thức Hail và đặc tính Snow Warning. Thời tiết này sẽ gây tổn thương bằng 1/16 tổng sinh lực cho tất cả những Pokemon không phải hệ băng vào cuối mỗi lượt. Đây có thể nói là dạng thời tiết kém hiệu quả nhất thời điểm hiện tại, bởi vì trong khi nắng và mưa tăng sát thương cho hệ tương ứng và giảm sát thương của hệ đối nghịch, bão cát còn tăng gấp rưỡi thủ đặc biệt cho những Pokemon hệ đá, thì thời tiết mưa đá lại không tăng giảm một chỉ số nào cả. Bên cạnh đó thì thời tiết này còn mang lại một số hiệu quả nhỏ khác, đó là khiến cho chiêu Blizzard không bao giờ trượt. Chiêu Weather Ball sẽ được tăng gấp đôi sức mạnh và chuyển thành hệ băng. Solar Beam và Solar Blade sẽ bị giảm nửa uy lực. Lượng sinh lực mà chiêu Morning Sun, Moonlight và Synthesis có thể phục hồi cũng sẽ bị giảm một nửa. Và chỉ dưới điều kiện mưa đá, chiêu Aurora Veil mới có thể được sử dụng. Đây là chiêu thức dựng rào chắn sẽ đỡ một nửa tất cả sát thương cho team mình. Một số đặc tính sẽ được kích hoạt trong mưa đá như là Slush Rush sẽ tăng gấp đôi tốc độ và Snow Cloak sẽ tăng khả năng né tránh của Pokemon sở hữu. Pokemon với đặc tính Ice Body sẽ được phục hồi 1/16 tổng sinh lực mỗi lượt thay vì bị thương.
Các chiêu thức của hệ băng hầu hết đều kèm theo khả năng đóng băng đối thủ, trừ khi là sử dụng dưới điều kiện trời nắng hoặc là môi trường sương mù. Đúng như tên gọi của hiệu ứng này thì Pokemon rơi vào trạng thái đóng băng sẽ hoàn toàn không thể tấn công. Tuy nhiên không giống như trạng thái ngủ mà sẽ tự giải trong vòng 2 đến 5 lượt thì những Pokemon bị đóng băng sẽ có 20% khả năng được giã đông mỗi khi cố gắng sử dụng chiêu thức. Tức là nếu như anh em hên thì có thể được giải ngay sau khi bị đóng băng, mà nếu xui thì nó sẽ tồn tại mãi mãi. Và bởi vì hiệu ứng này hơi quá đáng cho nên không có chiêu thức nào chủ động đóng băng đối thủ cả. Có một số cách để có thể hóa giải trạng thái đóng băng, đó là bị tấn công bằng các chiêu thức hệ lửa hoặc là chiêu nước sôi như là Scald và Steam Eruption, cắt nóng, Scorching Sand cũng có thể giải được. Cơ mà mấy cách này thì phụ thuộc vào đối thủ và hiển nhiên sẽ không có ai ban cho anh em cái ơn huệ đấy rồi. Pokemon bị đóng băng vẫn có thể tự sử dụng một số chiêu thức như là Flame Wheel, Sacred Fire, Flare Blitz, Scald. Tôi sẽ để cái danh sách các chiêu đấy ở trên màn hình nhé, bởi vì đọc hết ra đây cũng dài lắm. Túm lại là một số chiêu kiểu bọc lửa quay người vẫn có thể được sử dụng trong khi đang bị đóng băng và sẽ ngay lập tức hóa giải trạng thái này. Ngoại trừ cái chiêu Overheat thì tôi cũng không hiểu tại sao nó không giải được, trong khi rõ ràng nó là tỏa nhiệt bên trong người ra để tấn công mà. Những Pokemon mang đặc tính Magma Armor sẽ không thể bị đóng băng dưới mọi hình thức. Pokemon hệ băng thì không bị đóng băng từ những chiêu thức hệ băng, nhưng mà chúng vẫn có thể bị dính hiệu ứng này từ chiêu Tri-Attack. Gần đây trong bản Pokemon Legend Arceus thì đã thay thế hiệu ứng đóng băng bằng một hiệu ứng mới gọi là bỏng lạnh. Tác dụng của hiệu ứng này giống như bỏng, sẽ gây tổn thương bằng 1/16 tổng sinh lực mỗi lượt. Nhưng thay vì chia đôi sát thương vật lý mà đối thủ gây ra thì bỏng lạnh sẽ giảm sát thương đặc biệt. Đây là một hiệu ứng rất được đón nhận bởi cộng đồng và tôi rất mong rằng nó sẽ được áp dụng cho các bản game về sau, bởi vì không có ai thích sự hên xui quá mức của hiệu ứng đóng băng cả. Nếu không tính những chiêu thức độc quyền siêu mạnh của Pokemon huyền thoại thì chiêu thức vật lý hệ băng mạnh nhất mà những Pokemon thông thường có thể học được là Triple Axel. Chiêu này sẽ cố gắng thực hiện một cú xoay 3 vòng trên không và đá đối thủ từ 1 đến 3 hit. Hit đầu tiên sẽ có sức mạnh là 20, hit thứ hai là 40 và hit thứ ba là 60. Tổng cộng nếu như trúng cả 3 hit thì sẽ có sức mạnh là 120. Mỗi hit này đều có độ chính xác là 90% và nếu trượt sẽ không đá tiếp nữa. Tuy nhiên, tỷ lệ đá trúng cả 3 hit của chiêu này cũng rất cao, khoảng 72,9%. Bởi vì không phải Pokemon nào cũng có thể học được Triple Axel, cho nên Icicle Crush là chiêu thông dụng hơn ở mảng vật lý. Chiêu này sẽ gây sát thương kha khá ở mức 85 và có 30% gây choáng cho đối thủ. Dĩ nhiên, nếu như Pokemon di chuyển có tốc độ chậm hơn thì hiệu ứng này sẽ coi như không có. Ice Shard là chiêu thức ưu tiên của hệ băng, rất hữu dụng để kết thúc những mục tiêu đang ngắt ngoài. Sức mạnh tuy thấp nhưng vẫn rất đặc sợ khi mà trong tay những Pokemon với sức tấn công cao như là Mamoswine và Weavile. Ở màn đặc biệt, chiêu thức mạnh mẽ nhất của hệ băng là Blizzard. Sức mạnh 110 có thể đánh trúng cả hai mục tiêu trong đấu đôi và sẽ không bao giờ trượt khi sử dụng trong thời tiết mưa đá. Kèm theo đó là 10% khả năng đóng băng đối thủ. Yếu hơn một chút nhưng thông dụng hơn là Ice Beam. Rất nhiều Pokemon có thể sử dụng chiêu này, kiểu như đây là chiêu bổ trợ quốc dân và là món vũ khí giật rồng cực kỳ đáng sợ vì sự phổ biến của nó. Freeze Dry là chiêu thức rất đặc biệt của hệ băng, có thể gây gấp đôi sát thương lên Pokemon hệ nước thay vì bị kháng. Tôi mới tìm hiểu nghĩa của chiêu này, nó có nghĩa là sấy lạnh anh em ạ. Và đây cũng là phương pháp đối phó với những song hệ rất khó chịu như là nước đất, nước cỏ và nước rồng. Icy Wind có thể đánh trúng cả hai đối thủ trong đấu đôi. Tuy sức mạnh chỉ có 60, nhưng mục đích sử dụng của chiêu này chủ yếu là để giảm một bậc tốc độ của cả team bạn. Còn chiêu Shearcow là chiêu có thể ngay lập tức hạ gục đối thủ nếu như anh em có thể đánh trúng được với cái độ chính xác chỉ 30%. Tuy nhiên thì những Pokemon hệ băng sẽ miễn nhiễm với chiêu này. Những chiêu thức hiệu ứng của hệ băng thì lúc nãy tôi đã đề cập đến Aurora Veil. Chiêu thức tạo tường chắn trong 5 lượt đỡ một nửa sát thương cho cả team mình trong đấu đơn và đỡ 1/3 trong đấu đôi ở cả mảng vật lý và mảng đặc biệt, kiểu như anh em dùng Reflect và Light Screen cùng một lúc vậy. Khi mang theo trang bị Light Clay thì thời gian hiệu lực sẽ tăng thành 8 lượt. Tất cả những nỗ lực tấn công của đối thủ sẽ chỉ còn là mũi, tạo điều kiện cho anh em thoải mái muốn làm gì cũng được. Vì thế chiêu này sẽ có một giới hạn là chỉ có thể được sử dụng dưới điều kiện mưa đá mà thôi. Haze và Mist hay trong tiếng Nhật gọi là xương đen và xương trắng. Đây là hai chiêu thức hỗ trợ kiểm soát chỉ số. Haze là chiêu phổ biến hơn, sẽ xóa bỏ toàn bộ gia tăng chỉ số của những Pokemon trên sàn đấu.
Còn Mist sẽ bảo vệ Pokemon của anh em khỏi những hiệu ứng giảm chỉ số đến từ đội bạn. Ok, hầu hết những chiêu thức của hệ băng sẽ biến thành Sub-Zero Slammer khi kết hợp với Icium Z. Khi Dynamax, chúng trở thành Max Hailstorm với tác dụng tạo ra một cơn mưa đá khi đánh trúng đối thủ. Chỉ có một chiêu G-Max của hệ băng là G-Max Resonance của Gigantamax Lapras với tác dụng là tạo ra Aurora Veil ngay cả khi không có mưa đá. Và đó là tổng quan về Pokemon hệ băng. Cơ bản thì cái hệ này rất mạnh về công nhưng lại rất phế về mặt phòng thủ. Mong rằng sau này chúng sẽ được buff thêm để cho đỡ mỏng manh hơn như là kháng đất chẳng hạn. Hy vọng rằng anh em giống như tôi thấy lạnh hơn một tí sau khi xem xong video này. Nếu không là do tôi đang ngồi điều hòa. Nếu như anh em phát hiện ra còn thông tin nào hay ho thú vị mà tôi chưa đề cập đến thì hãy đề cập hộ tôi dưới phần bình luận bên dưới nhé. Cũng như chia sẻ về Pokemon hệ băng yêu thích của anh em. Cảm ơn anh em đã chú ý đến và theo dõi hết video này. Tôi sẽ còn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Stay cool!